Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mạnh đang mở rộng vùng gió rét xuống khu vực miền Trung. Từ đêm nay thì miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn rét sâu về đêm. Chưa đầy một ngày tràn về, đến chiều nay thì vùng rét đậm đã trùm xuống tới cả Quảng Trị. Sang ngày mai, vùng rét sẽ vượt qua đèo Hải Vân và xuống Quảng Ngãi. Trong đó thì khu vực miền Bắc cũng như là ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ nằm trong vùng rét đậm rét hại. Thế nhưng cảm giác rét cóng thì chỉ chủ yếu là về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đều là từ 10 độ trở xuống. Đến trưa mai nắng lên, trời đỡ rét hơn hẳn, nhiệt độ tăng lên và đạt ở mức là từ 15 đến 20 độ. Riêng Sapa, Đồng Văn, Tam Đảo hay Mộc Châu sẽ có nhiệt độ là từ 8 đến 12 độ. Để quý vị chủ động việc cho con em mình đi học trong những ngày giá rét, từ sáng sớm mai chúng tôi sẽ cập nhật nhiệt độ lúc 6 giờ sáng trong bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ 20 phút trên kênh VTV1. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Còn huyện đảo Trường Sa thì mưa rông, lốc xoáy, riêng ở phía Tây sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.